Chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn một cái vấn đề nhỏ trong cái chủ đề về kết hôn với người Mỹ. Thì nếu mà bạn nào mà đang chuẩn bị đi vào cái cuộc hôn nhân với người Mỹ á, thì nên biết cái điều này. Cái điều này thì nó không vui chút nào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái này nó không vui chút nào, nhưng mà các bạn phải biết, các bạn phải biết ha. Thì hôn nhân với người Mỹ á, nếu mà nó tiến triển tốt đẹp thì đó là cái chuyện đáng mừng, rất là vui. Còn nếu mà chẳng may mà nó đi theo cái chiều hướng xấu, mà các bạn đã có con có cái với nhau rồi, thì các bạn nên nhớ điều này. Cho dù là các bạn có khó chịu đến mấy, cho dù là các bạn cảm thấy là không có sống nổi với cái người bạn đời của mình, cái người bạn đời người Mỹ của mình đó, thì thường là hầu hết các trường hợp là rơi vào người chồng là người Mỹ và người vợ là người Việt Nam. Thì cho dù là nó rơi vô cái tình cảnh là các bạn không chịu đựng nổi nữa, các bạn muốn dứt áo ra đi, thì các bạn cũng nên nhớ một điều này. Các bạn không bao giờ dẫn con đi rời khỏi nước Mỹ mà không được sự đồng ý của cái người bạn đời người Mỹ của mình. Bởi vì á, nó cái việc mà các bạn dẫn con đi khỏi quốc gia đó, hoặc là dẫn con đi khỏi, cho dù là không phải là đi khỏi, rời khỏi nước Mỹ, chỉ trong nước Mỹ thôi, nhưng mà nếu mà cái người bạn đời của bạn á mà báo cảnh sát vì họ không liên lạc được với bạn, họ không liên lạc được với con của bạn, và họ sẽ báo cảnh sát là bạn bắt cóc con, thì nếu mà đi đến những cái sự kiện tụng á, mà nếu mà các bạn thua kiện đó, là nó rất là đau đớn các bạn. Mình nghĩ là một số bạn cũng đã biết những cái tin này rồi đó. Thì nó không phải là chuyện hiếm đâu. Nếu mà các bạn thua kiện trong cái vụ kiện mà bắt cóc con đó, thì các bạn sẽ mất quyền nuôi con. Nghe nó đơn giản nhưng mà nó đau khổ lắm các bạn. Mất quyền nuôi con là bạn không được đến gần con ở trong phạm vi nước Mỹ, bởi vì người ta sẽ lo sợ là bạn sẽ bắt cóc con một lần nữa, và bạn sẽ không được gặp con cho đến năm bao nhiêu tuổi đó, tùy vào tòa án quyết định, thì có trường hợp là đến năm 18 tuổi. Thì chúng ta có thể nghĩ là tại sao có một cái điều nó kỳ cục, nó kỳ lạ như vậy, con của mình mà tại sao lại gọi là bắt cóc con. Thì nó là luật các bạn ha. Thì nhiều khi đã là luật rồi thì nó có thể cứng nhắc đó, nó có thể cứng nhắc và nó có thể gây ra những cái hệ lụy mà nó làm cho bạn đau khổ trong một cái thời gian rất là dài. Nên là mình hy vọng là các bạn, nếu mà vào cuộc hôn nhân mà cuộc hôn nhân nó không hạnh phúc nữa, nó làm cho bạn muốn dứt bỏ đi, thì các bạn có thể làm hai cách sau đây. Các bạn có thể đến gặp luật sư để các bạn nhờ luật sư tư vấn, thì luật sư họ sẽ cho các bạn được những cái lời khuyên về pháp lý, bởi vì họ là được đào tạo bài bản và họ có khả năng tư vấn cho các bạn để giúp cho các bạn tránh khỏi những cái tình trạng là gọi là bị cảm xúc nó chi phối đó các bạn. Nếu mà các bạn không có tài chính để mà gặp luật sư đó, thì vẫn còn một cách, đó là các bạn liên lạc với thư viện, các bạn hỏi thư viện. Thì ở Mỹ là các bạn cũng sẽ biết là có rất nhiều thư viện các bạn ha. Mỗi thành phố như vậy là có rất nhiều thư viện.
Nên là các bạn cứ đến một cái thư viện, các bạn hỏi thăm thử. Các bạn có thể hỏi thăm là tôi đang ở trong một cái tình trạng như vậy mà tài chính của tôi không có, thì tôi có thể nhờ một ai đó không mà tôi không phải trả tiền. Thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi ha. Ở bên này người ta có những cái dịch vụ miễn phí, còn người ta có những cái nơi người ta sẽ hỗ trợ miễn phí cho bạn. Nên là các bạn cứ mạnh dạn hỏi, chứ không nhất thiết là cứ phải là có luật sư trả tiền thì bạn mới được hỗ trợ. Thì mình khuyên là các bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ trước khi các bạn ra quyết định, bởi vì mình hiểu là khi mà cái cuộc hôn nhân mà nó trở nên nó rối rắm rồi, nhiều khi là các bạn chỉ muốn dứt áo ra đi thôi, dẫn con đi theo. Mình hiểu được cái đó. Thì mình hy vọng là cái cuộc hôn nhân của các bạn, nếu mà nó lâm vào cái tình trạng là không thể cứu vãn nữa và các bạn muốn có con ở cùng với các bạn, thì nếu mà có một cái giây phút nào đó mà các bạn nghĩ tới cái việc là mang con đi cho rồi, không chịu đựng nổi được nữa, thì các bạn hãy nghĩ đến những cái hậu quả kinh khủng mà mình nói lúc nãy đó, để mà các bạn cảm thấy chùn bước. Thực sự là mình nói với các bạn là các bạn phải sợ cái đó, bởi vì nó có thể làm cho các bạn đau khổ trong rất nhiều năm. Rồi, hôm nay mình đã chia sẻ cái chủ đề này về cái việc mà kết hôn với người Mỹ. Nếu mà các bạn thấy nó có ý nghĩa đối với ai đó thì các bạn hãy chia sẻ cái video này. Mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video lần tới. Chào các bạn.